Tối 24 tháng 2 năm 2023, nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni. Theo nguồn tin, bà Hàn Ni bị tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015. Trước đó, ngày 19 tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã mời bà Đặng Thị Hàn Ni làm việc liên quan nội dung đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết trước đó bà Nguyễn Phương Hằng có gửi đơn khởi kiện đến nhiều nơi như công an tỉnh Bình Dương, công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo bà Hàn Ni về việc xúc phạm, vu khống. Theo đơn tố cáo, bà Hằng yêu cầu bà Hàn Ni thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh mà không được sự đồng ý, đồng thời bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào tháng 10 năm 2021, bà Đặng Thị Hàn Ni cũng gửi đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Hàn Ni cho rằng trong các buổi livestream, bà Phương Hằng thường xuyên sử dụng hình ảnh của bà để xuyên tạc, vu khống. Trong diễn biến liên quan, đơn tố cáo của bà Hàn Ni đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh nhập vào vụ án đang điều tra bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Đặng Thị Hàn Ni được biết đến là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Facebook mang tên nhà báo Hàn Ni hiện có hơn 300.000 người theo dõi. Bà Đặng Thị Hàn Ni cũng là hội viên Hội luật sư thành phố Hồ Chí Minh.